Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục phần 2 của loạt các clip mà mình sẽ giới thiệu với các bạn về một số kỹ năng guitar độc đáo. Trong phần 2 này thì mình sẽ tiếp tục giải đáp toàn bộ các cái động tác từ tiền đến quan trạng của những cái bài mình đã post lên YouTube, đặc biệt là những cái bài nhạc chế như Em Trên Mắt Tôi, Dù Bóng Thầm Ba và Em Mới Tóc Xanh. Những cái động tác tỉa của mình trong những cái bài như Em Trên Mắt Tôi, Em Mới Tóc Xanh hay Dù Bóng Thầm Ba thì chúng ta có thể tóm gọn lại chúng trong cái công thức như sau: P I M A đập P I M 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 P I M A đập P I M. Chúng ta có thể chơi cái P số 2 vào bất kỳ một nốt bass nào của hợp âm. Ví dụ như tùy từng hợp âm, ví dụ như hợp son trưởng, chúng ta sẽ có 3 nốt bass chủ son, nốt bass số 2, nốt bass si và nốt bass re. Thì cái P số 2 chúng ta có thể chơi một trong 3 nốt này đều được. Ví dụ nếu sau này là đại gia anh sẽ tặng em con Bentley, nếu không nghĩ ra cũng phải mua được một con Audi. Thế nhưng hoàn cảnh của anh giờ đây là anh chẳng có gì, để ngày mai anh sẽ đi ăn trộm một ít hoa. Biết đâu mai ăn trộm hoa không may bị bắt rồi ra tòa, biết đâu anh tù một câu ma ma của anh lại khóc hoa, biết đâu em cũng vì thế chia tay lòng anh thành em à. Thế nên chẳng có món quà nào gửi tới em nha, dù cho mong ta ngang ta. Cái động tác này chúng ta có thể tóm gọn lại trong cái công thức như sau: bùm kịch đập kịch đập chát đập kịch, bùm kịch đập kịch đập chát đập kịch. Động tác bùm chúng ta dùng ngón trỏ quẹt xuống bùm, kịch tiếp theo lấy ngón cái vuốt lên kịch, sau đó xoay hai tay đập vào đàn, cái đập thứ nhất. Kịch tiếp theo chúng ta vuốt vuốt cả bốn ngón đều chạm vào đàn, vuốt kịch. Đập thứ hai đập vào ngựa đàn, được không? Chát tiếp theo lấy đà trong khi găng khung tay như này bật ra, tiếp tục quay trở về động tác đập số 1 và động tác kịch tiếp theo lại dùng bốn ngón vuốt lên bùm kịch đập kịch đập chát đập kịch. Động tác tiếp theo là một động tác rumba mà mình đã áp dụng ở trong cái phần cuối bài Em Mới Tóc Xanh. Động tác đó như sau: bùm bùm kịch đập kịch cha kịch, bùm bùm kịch đập kịch cha kịch. Động tác bùm chúng ta sẽ dùng ngón trỏ đánh xuống bùm bùm. Kịch tiếp theo chúng ta dùng một cái vuốt lên kịch kịch, theo đà của kịch chúng ta xoay tay thực hiện động tác đập bùm bùm kịch đập. Tiếp theo cái kịch tiếp theo chúng ta vuốt giống như trong động tác trước, vuốt tay lên bốn ngón chặt đều vuốt vào đàn đập kịch. Tiếp tục trang ba ngón đi ba quẹt xuống 3 giây 1 2 3 kịch chát kịch. Cái kịch sau tiếng chát vẫn là dùng một cái vuốt lên kịch chát kịch. Cách thực hiện chúng ta nói như sau: bùm chát
kịch kịch cha bùm cha kịch 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 bùm cha kịch kịch cha bùm cha kịch kịch kịch. Cái động tác đảo phách này thì chúng ta có thể áp dụng trong một số bài nhịp 4/4, nhất là những đoạn nào mà các bạn muốn nhấn nhá để làm cho tác phẩm thêm sinh động. Người người chào về mình đang đến, nhìn ra tâm sự sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng ấm hơn. Nhìn dòng người vội vã nối chiếc xe dài lê thê. Đây là clip thứ hai trong loạt các clip mà mình muốn giới thiệu với các bạn về một số các kỹ năng guitar độc đáo. Trong các clip sau, mình sẽ tuyển chọn ra các cái bài tập hay và những cái tác phẩm hay để gửi các bạn. Chúc bạn tập luyện thành công và hẹn gặp lại.